có một cái nhẹ nhàng vui vẻ nhưng mà vẫn đảm bảo được phần chuyên môn. An thì gọi là đi hẳn về cái phần gọi là hài hước khi bình luận rồi, ở một cái đầu hẳn bên này luôn. Thì Sumi thì nó có vấn đề là nó là người dễ bị lôi kéo, tức là nó làm chung với An thì nó sẽ bị đi theo hẳn cái phong cách của người đó. Ví dụ nó mà làm với An là thôi rồi được, là hai ông là không có nói về trận đấu rồi sập lại buồn về đó. Còn làm nếu mà làm một thứ mà làm về chuyên môn không á thì nó sẽ đi theo cái hướng đó, tức là nó là người dễ lung lạc, còn mạnh là cân bằng nhất. Ở trong này thì chỉ có anh với lại Thảo thôi. Thảo thì là anh không biết giỡn, nó giỡn nhạt lắm cho nên là không cho nó giỡn. Dương thì hồi đó cũng là một dạng là theo cái hướng của anh em ngoài Hà Nội á, là sẽ có những cái phần bên lề, những cái phần vui vẻ nó cũng tương đối là nhiều, thế nó cũng khá là tốt, mà tại vì nó tự nghĩ nó cũng may đủ, cũng đang làm rất là tốt, nó cũng đang tiến bộ dần đấy chứ. Thế là cảm nhận của Dương cũng tốt. Tức là giai đoạn sau á, tức là nó cũng tiến bộ rất nhiều, không biết tại sao lại nghỉ. Bắt đầu tốt lên rồi thì lại nghỉ. Trong khi hồi giờ em cũng đầu lại chửi quá trời học chuyện này. Đó là đi nghỉ. Thấy cộng tác viên khá là nhiều, mà tại sao không bước một bước gì nữa mà khó là chuyện nhiều vậy? Để trở lại tâm hình để cho nó cảm xúc ấy. Hồi nãy nói rất là nhiều lý do. Thứ nhất là có nhiều đứa là cái khả năng nó không đủ sức để lại bước lên. Cái thứ hai, cái này thực ra rất là hiểu được đó, tại vì nó ở cái vai trò là cộng tác viên, tức là không phải là công việc toàn thời gian của nó vẫn sẽ phải đi học, có những hàng vẫn phải đi làm, và nó không có tập trung 100% được vào cho cái chuyện là chuyên môn. Cái này anh cũng thường là thực ra anh cũng cố gắng nói tụi nó là phải cố gắng tập luyện, nhưng mà anh không thể nào nói một cách gọi là quyết liệt hơn là tụi bay phải cố gắng làm tốt hơn, tại vì đơn giản tụi nó cộng tác viên nó có những cái mối lo khác và cái chuyện đi làm bình luận, cho nên anh cũng không nằm ép buộc nó phải bỏ ở ngoài, phải bỏ thêm 8 tiếng mỗi ngày để mà tập bình luận. Anh không ở vào vị trí có thể ép nó làm như vậy, thì bởi vì là cái chuyện mà tiến bộ của nó rất là chậm, tại vì nó không có đầu tư 100% cái thời gian của mình để làm cái chuyện bình luận. Giờ có cộng tác viên nào đã lên làm không có spot? Nó tên Cậu Thảo. Thì thằng Thảo là tên cộng tác viên lên. Rồi còn hiện tại là nhân sự quá, không có cho đi. VTV thậm chí là mới nghỉ 2 video editor cũng chưa tuyển được nữa. Nhân sự hiện tại rất là eo hẹp, và do đó là mình cũng không dám đặt nhiều cái yêu cầu vào đội cộng tác viên lắm, tại vì đơn giản mình người ta không có phải đây là toàn thời gian mà mình yêu cầu thì không phải là tốt lắm. Mặc dù vậy nó cũng nói thì mình cũng biết là từ hai hướng, tức là ở về vị trí của mình hiểu là tại sao các bạn làm không tốt, vì các bạn không tập trung lại được, nhưng mà cũng có thể nói là hướng ngược lại là nếu như bạn gọi là thật sự đam mê, thật sự đam mê gọi là sống chết máu lửa luôn á thì vẫn có khả năng, nhưng mà gọi là thật sự mà sống chết máu lửa với cái nghề này thì chắc là chưa có nhiều bạn dám buông bỏ tất cả và chấp nhận rất là mạo hiểm nha. Tại vì nhiều khi là 3-4 năm nữa chưa chắc là được vào làm chính thức. Cho nên là nói như vậy thôi, nhưng anh vẫn hiểu là tại sao các cộng tác viên không có audio được, tại vì không có đảm bảo. Anh không đảm bảo được cho bất kỳ một bạn cộng tác viên nào hay lên chính thức cả. Cho nên cũng anh không muốn xong cái đẩy được nó để phải làm thực sự là tốt. Đó cũng là một cái hạn chế. Nếu còn nam không có gì? Đó là một câu hỏi. Hôm bữa cũng có người nhắc, tức là cũng có các bạn hỏi là tuyển vận động viên có tuyển nữ không anh? Xin thưa là trước giờ VTV, GaraTV tuyển chưa bao giờ có một cái dòng là bạn phải là nam hoặc là bạn phải là nữ cả, là hoàn toàn không có quy định về mặt giới tính. Tức là khi tuyển á, không quy định về mặt giới tính. Giới tính không phải là cái yêu cầu ở trong cái công việc. Nhưng mà mình cũng chia sẻ luôn như thế này. Cái này không phải là không được giới tính nha, nhưng mà cái sự phù hợp của một bạn nữ cho một vận động viên nó rất là khó. Thứ nhất là hồi nãy mình có chia sẻ về hai vai trò của vận động viên gì. Một là vận động viên giao tranh, hai là được phân tích. Đầu tiên là giao tranh. Bạn sẽ phải la hét, bạn sẽ phải nói nhanh, bạn sẽ phải thể hiện cảm xúc của mình. Và thực ra cái đó thì nó lại không thực sự phù hợp với bạn nữ lắm, đúng không? Bạn có tưởng tượng một bạn nữ mà gào thét và bùng nổ khi mà bình luận được, nó rất là khó. Và một phần đó nó không phù hợp với phong cách chung của bạn nữ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vận động viên phân tích thì nó lại yêu cầu một cái kiến thức rất là sâu, rất là rộng. Đây mình không phải nói là các bạn nữ không phải nào mà có kiến thức sâu rộng, mình biết có những bạn nữ đánh lên thách đấu, bạn có thể thi đấu chuyên nghiệp được, nhưng mà
con số rất là ít. Tức là để một bạn nữ có đủ kiến thức để có thể làm được những việc mình thích thì nó rất là ít. Nói như vậy, hai cái mảng về nó đều có những cái phong cách phù hợp. Nhưng mà trở lại vấn đề ban đầu là VTV hoàn toàn không phân biệt giới tính khi mà tuyển vận động viên. Thậm chí là mình rất muốn có vận động viên nữ để cho nó gọi là nó mới mẻ hơn, nó đem lại cái sự đa dạng, cái màu sắc phong phú hơn cho vận động viên. Mà rất tiếc là trước giờ chỉ có một bạn vì mà sau đó cũng cảm giác là không còn cái vận động viên nữa, chỉ làm MC thôi, mà sau đó thì chuyển sang biên tập. Thì đó nó là có những cái vấn đề như vậy, chứ không phải là VTV không tuyển nữ. Năm sáu ba tập cảm ơn hả ba tập cảm ơn phải đi so sánh với mức độ là người nữ hiện nay có nào ở trong VTV hả? Cái tỷ lệ hả là sáu đúng không? Ở đây là năm, ngoài Hà Nội một là sáu. Tất cả là bao nhiêu người? 6/30 6/30 thật ra những bạn nữ đó là MC với lại biên tập với lại làm hậu cần. Có một bạn nữ kỹ thuật. Ban đầu tôi nghĩ nên mình đặt cái tiêu chuẩn của nam về kiến thức về các thực phẩm nó cho những bạn nữ nhìn nó quá cao. Cái nữ khi chuyên họ không cần phải giỏi gì quá, họ chỉ cần nhõng nhẽo một tí là cũng được. Rồi, để chia sẻ luôn nha. Này không phải là do luân chuyển mà chắc chắn là khi đưa lên khán giả chửi sầm lâu luôn. Chửi nó lại ở đây luôn. Cái này là đã có thằng đi trước rồi, đầu tiên là thằng Đài Loan. Hồi mà nó mới làm cái video trang nhưng Gana TV đó là kiếm một bạn nữ kiến thức về em tương đối là hạn chế mà để làm. Và cộng đồng Đài Loan nha, đang nó còn được đâu, nó chửi cho nghỉ luôn, chỉ sau 2 ngày làm giải nó chửi cho nghỉ luôn. Mặc dù bạn nó rất đẹp nha, đẹp lắm luôn, nhìn là cảm thấy nhìn phần nhìn là không có gì phải chê, nhưng cộng đồng nó nói dở quá, chửi quanh sát. 2 ngày sau nghỉ, đó là cái giải đầu tiên Đài Loan làm em xin lần. Nhưng mà thật ra cuối cùng thì tụi Đài Loan và Trung Quốc, tại vì cái này là cái vấn đề không biết làm sao, tức là cái truyền thống của nó là khi bình luận ba người lúc nào cũng bắt buộc sẽ phải có một người nữ, hoặc là hai người cũng một người nữ. Các bạn nào mà coi kênh của Trung Quốc với lại bên Canada Đài Loan thì hiện tại họ đều có một vận động viên nữ, là cuối cùng họ cũng tuyển được. Và tại vì mình không nghe được tiếng Trung cho nên mình không biết là cái chất lượng chuyên môn của cái bạn nữ đó như thế nào. Nhưng mà về mặt cá nhân và mình đã biết kiểu cộng đồng Việt Nam rồi, mình nghĩ là nếu như vận động viên nó không đáp ứng được về vấn đề chuyên môn á thì dù là nữ có đẹp tắt máy cũng đi cùng họ chửi nhưng mà được con họ thích thì mình cái nào mình sẽ chửi cũng không hay lắm. Cho nên là không, tức là nó nói là mình sẽ không có phân biệt giới tính nhưng vẫn sẽ có một cái mức sàn chung mà bạn nữ nó sẽ phải đáp ứng để có thể làm được. Tại vì thật ra nếu như bây giờ là nói hồi nãy như anh có nói là hạ điểm sàn xuống đúng không, vậy thì nhìn nó lại là gọi là không công bằng đúng không? Vậy chúng ta đang kêu gọi bình quyền nam nữ bình đẳng, bây giờ yêu cầu vận động viên kiến thức chuyên môn ở đây và bạn nữ vô kiến thức chuyên môn ở đây thì nó không công bằng cho các bạn nam. Nhưng mà không nghĩ là khi chửi là hiệu ứng đúng không? Giống như là Bình Sơn chửi nó là hiệu ứng đó. Đó là một cách nhưng mà VTV đó là bạn có ủng hộ cái chuyện đó không? Cá nhân này mình muốn hỏi á, bạn có ủng hộ cái chuyện đó không? Bạn có muốn nhiều Tùng Sơn hoặc Sơn Tùng không? Ăn KT, ngày xưa chúng ta có HKT rất ok, sau chuyển qua HKT bạn có ủng hộ chuyện đó không? Riêng bản thân bạn nha, bạn có muốn làm, bạn muốn nhiều cái đó nổ ra không? Không, ý em nói là nó là hai người muốn trở thành những là hai cái khác được nhau, đó một cái là chửi, tức là nhưng mà nổi tiếng, nhưng mà một cái là không chửi là nổi tiếng. Vấn đề là cái lựa chọn, cái định hướng của cái bộ phận đó, cái công ty đó, cái người đó có muốn là nổi tiếng hay bị scandal hay không? Và về mặt cơ bản thì VTV định hướng là công ty đó là VTV. Thật ra bọn mình định hướng sẽ thành một kênh truyền hình chuyên nghiệp. Bạn thấy VTV, bạn thấy VTV hoặc là HTV để tên gì bà tin không? Có đúng không? Mai Phương Thúy cũng ít rồi. Rất ít. Hoàng Thị Linh không sống với mẹ. Đó, yeah. Đó là vấn đề, đó là cách hướng đi luôn. Tại vì chúng tôi muốn giữ cái khả năng ở trên mạng hoài, những kênh truyền hình trên mạng phục vụ cho đại đa số dân chúng trên mạng thì nó khác. Nếu mà gọi là đúng là platform là internet và phục vụ game thủ không thì nó rất là thoải mái. Nhưng mà định hướng của VTV tức là sẽ phải là sóng truyền hình quốc gia. Hiện tại chúng ta sóng truyền hình quốc gia là chúng ta lên sóng VTV và lên sóng HTV thường xuyên rồi, thì nó sẽ phải có một cái mức độ chuẩn mực tương đối trong cái chuyện là vận động viên như thế nào và cái phản ứng của cộng đồng khán giả như thế nào. Thế là đó sẽ không phải là một định hướng mà mình có thể theo định hướng thì đúng. Bạn có thể thấy điều đó rất là dễ dàng rồi. Đúng rồi. Ví dụ như có hai luồng ý kiến khác nhau, khi bạn lên VTV và khi bạn lên
mainstream đó. Thì cái em nói về cái ngôn từ đó thì em thấy như vậy thì bình thường, nhưng mà cái định hướng của mình đó là làm một cách chuyên nghiệp thì những người sử dụng vậy thì sao? Thì thật ra cái này cũng chia sẻ luôn một cái đợt vừa rồi nó là cái gọi là trường hợp đặc biệt, tại vì cái lần anh cũng chia sẻ luôn đó là đầu tiên cảm giác là lâu rồi đội Việt Nam mình thi đấu tốt như vậy. Thì trong những buổi stream cá nhân mà anh gọi coi luôn á thì cũng hơi gọi là thả chút xíu, nhưng đó chỉ là một trường hợp cá biệt thôi. Chứ như bản thân anh trước đó cũng stream rất là nhiều và không có tới mức là như vậy. Thì cái chuyện mà stream cá nhân mà ngôn từ nó không phù hợp đó, nó cũng chỉ là cá biệt và nó không có nhiều lắm. Vẫn định hướng chung là ngay cả là trên sóng hay là dưới sóng thì đều sẽ phải là những cái hình ảnh tương đối. Thì cái này thật ra cũng dặn tụi công tác viên ngoài, tức là đã gọi là để là làm ở VTV ở trên Facebook chẳng hạn, thì ngay cả là chuyện nó post cái gì trên Facebook anh cũng chửi á, anh cảm thấy những cái gì mà phù hợp anh đều chửi hết, là phải có một cái tiêu chuẩn rất là rõ ràng về mặt hình ảnh. Để mình là người công chúng nó đơn giản gì hơn, mình là người công chúng nó phải có những cái tiêu chuẩn rõ ràng về hình ảnh mà một người bình luận viên sẽ phải theo đúng cái điều đó. Còn những cái bữa đó là cá biệt hơn, không có nhiều lắm và không có thường xuyên. Bởi vì nhắc ma quá trời. Hả? Bởi vì nhắc ma quá. Đó chị em. Sao đó? Còn mình thấy của anh là mình làm việc như là đốt với siêu siêu. Tức là từ bệnh chuyên nghiệp nhưng mà chuyển về đây thì tức là đối với cộng đồng trẻ hiện giờ thì đó là bình thường. Nhưng mà từ một cái chuyên nghiệp mà đi xuống như vậy thực ra virus thì em thấy nó đâu có gọi là xuống tới mức là chữ thầy gì, virus rất là làm nặng rất là tốt. Virus là nó giữ cái hình ảnh rất là cân bằng, nó không có như nó không có chữ thầy nha, anh cũng câu một số là nó hoàn toàn không chữ thầy, chỉ đầu xanh đầu né, nó dùng review là chữ thầy thẳng ra. Đó là chuyện của em đang hỏi làm nhận xét như nào với đó. Thì như virus anh thấy rất là tốt rồi, mình bảo hình ảnh của virus rất là tốt. Còn Bill thì anh coi cũng mang tính chất giải trí thôi, nhưng mà anh cũng hiểu là đó là một cái số rất là lớn hiện tại cộng đồng nó ủng hộ chuyện đó. Nhưng mà như em nói nó cũng sẽ có hai chiều, tức là cũng có rất là nhiều người nói rằng tụi con này tôi cảm thấy không có gì gọi là hay, có nghe nó la luôn sầm nó chữ bậy không ạ. Thì nó cũng là hai chiều thôi, chứ không phải là đó là một cái hình mẫu mà tất cả mọi người được ủng hộ. Chỉ có chắc kèo là bạn làm việc như mình thương của VTV là làm chuyên nghiệp, làm tốt mà chuyên môn thì bạn sẽ được 90% ủng hộ. Nó là target marketing. Nhưng mà nó nhắm mình như là đánh thẳng vô cái một cái cộng đồng rất là đặc thù ở trên mạng hiện tại và cũng rất là thành công, mà đó chắc chắn là không phải là thương của bên tôi. Cái lên stream của Hoài Vân chưa bao giờ thấy Hoài Vân cãi cầm cho con dây nào đánh đúng không? Có đúng không? Ngồi dây có, thằng cãi cầm thằng tiếp theo bố về lại sợ mày quá. Chứ bản thân mình không bao giờ bước vào clip vào không thấy thấy là không đơn giản thôi. Mình nằm trong cái nhóm khách hàng không tiềm năng dành cho Piu, không tiềm năng dành cho Barrett, nhưng mình sẽ MVP thì mình chủ yếu là mình định hướng là mình làm cho cái giới đối tượng nào, và chắc chắn mình làm chuyên nghiệp, mình có cái standard của chuẩn mực của mình, nó vẫn là đối tượng rộng nhất, còn ai thích nhìn cái một chàng trai cởi trần chữ thầy đánh stream thì đó là sở thích riêng của họ, mình không ngăn cấm. Tôi thích coi, tôi thích coi Mỹ Tâm, còn bạn thích coi bà Tân, đó là hai chuyện khoan nhau. Sở như là em cũng nói tới là đó là stream cá nhân thôi, chứ thực ra hai thằng đó mà nó đi sự kiện mà nó làm một lượng chính thức cuộc sự kiện, ví dụ offline của BTC chẳng hạn, thì anh vẫn thấy tụi nó đóng vé và anh vẫn thấy tụi nó nói chuyện một cách đàng hoàng. Còn cái đó em chắc là em chưa coi những cái buổi mà tôi đi làm ở các giải mobile khác, nhưng mà khi mà người ta công ty người ta đã mời một thằng này về để làm đại diện của bình luận viên, người ta giải đấu như vậy 100% nó cũng sẽ phải vét, cũng nó cũng không được chỉ thể, nó không được làm bất kỳ một cái gì cả ở trên cái sóng đó. Đó chỉ là cái mảng gọi là sự cá nhân thôi. À, có hỏi gì không? Nếu mà không có hỏi gì chúng ta tới phần cuối đi, phần thử tài bình luận. Thì mình sẽ mời ba bạn để thử tài bình luận, bạn nào được uống mình chia phần thưởng sao nghe đi. Hai áo và hai quần dành cho bạn. Ok, thì mình sẽ gọi bốn bạn lên, hai bạn tốt nhất, muốn cái nào giá trị tốt hơn, cao hơn chuột đúng không?
gì đâu, tại em bằng lấy chỗ bằng cái em cứ nhận qua thôi, còn là bốn phần đúng không, về đúng không, bạn nào thích về từ từ để cuối sạch rồi cuối lên được, nó có quà nha mẹ, nó có quà, nó gì không mẹ, mà chọn bốn người lên là có quà không? Một bạn nào thích hoặc là nhiều rồi, được rồi, hai bạn tốt nhất sẽ được chọn, hai bạn sau thì còn lại gì lấy đó, đó không bằng ha. Rồi mở ra cái clip rồi từ bốn bạn xung phong giơ tay đăng nè, đăng nè, rồi đủ bốn, hay làm trước cái nào đó cậu đúng không? Rồi cho coi trước một lần xong rồi được khoa đầu tiên số 1 chạy đi nghe không có tí nữa không còn chồng em cho con lần nhưng mà không được. Phía dưới này thì AD của đội sức đang bị bắt. Slay đang mở MP bắn hụt cả rồi. Cái này mình cũng nói trước luôn là không hề dễ một chút xíu nào cả. Tức là ngay cả cá nhân mình mà các bạn kêu là đùn cái coi một lần rồi bình luận là mình cũng nhiều khi mình cũng thọt đó. Mình biết là không có dễ. Để em cho mọi người xem cái này biết đâu đây tiến thẳng ra khỏi khu vực vàng tuổi rồi, ăn rất gọn gàng và với